Mến chào các thính giả đang đến với khách đến chơi nhà của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với rất nhiều thành viên của một nhóm nhạc mà Kim Thanh tin rằng là nhiều bạn trẻ cũng đang rất là yêu mến và chờ đợi để nghe. Đó chính là nhóm Unify, và do cuộc điện thoại chúng tôi thực hiện online với tận 5 thành viên của Unify, cho nên là bây giờ để giúp cho các thính giả nghe rõ giọng của từng người thì chắc là từng người sẽ chào đi cho nó dễ hơn ha. Giờ ai phát pháo đầu tiên đây? Dạ thôi để em đi ha. Em là ai? Ok, xin chào mọi người, mình là Dazzy Năng Boy Cody. Nói dài dài cho thính giả nghe nhận diện được giọng luôn nha. Lần này là không có hình đâu nha. Dạ, chắc chắn tại vì nhóm tụi em thì mỗi người sẽ có một cái chất giọng khác nhau, nên là khán giả nghe sẽ biết liền ngay. Em có một đặc điểm dễ nhận dạng, đó là mọi người thường hay gọi em là nam 1m75 á. Ok, nam 1m75, nhưng mà giờ đâu có hình đâu, 1m75 thấy kiểu gì đây. Nhưng mà mọi người nghe một cái là mọi người biết liền á, chị đừng lo. Ok, chị tin tưởng em nha. Rồi, tiếp theo, ai đây? Hello, dạ. Xin chào mọi người. Em là Keo, em là một chàng trai có chất giọng ngọt ngào. Trời, tự xưng là có chất giọng ngọt ngào luôn. Không, thường thường mọi người hay nói em thế chị ạ. Giọng em hơi ngọt với cả hơi ấm, cho nên là mọi người nói thế. Thì em cứ bảo thế thôi. Em có muốn nói là mình mét mấy không? Em chắc chắn là cao hơn Cody ạ. Rồi, dằn mặt cô đi ghê quá. Tiếp tục nè. Dạ vâng, chào mọi người, em là Tupi. Em là người lớn tuổi nhất nhóm mà. Có một thông tin nữa là em cao hơn hai bạn còn lại luôn á. Trời. Bây giờ chúng ta cạnh tranh về chiều cao hay gì? Không, những cao mà em còn già hơn mấy bạn. Ok, vừa cao vừa già. Dạ. Giờ đặc điểm nhận dạng về giọng nói của em là sao? Chắc là giọng em bình thường nhất ở đây quá, không có gì đặc biệt hết. Trước khi trò chuyện chính thức là tất cả mọi người, trong đó có chị, nói giọng em đặc biệt là giọng em có chất autotune ở trong đó mà. Em chờ để chị nói câu đó, tại vì thường mình giọng mình thì nó kỳ lắm chị. Em cảm ơn chị. Mà thường là lên sóng mà gọi qua mạng như thế này á, thì cái autotune đó nó thành khó nghe hơn chứ không phải dễ nghe hơn đâu nha. Dạ, xin lỗi chị ạ. Rồi, tiếp theo nè. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Tumaru, mình là thành viên nhỏ tuổi nhất Unify và mình vẫn cao hơn hai thành viên kia. Em cao hơn hai thành viên kia là cao hơn ai? Dạ, Cody với Keo ấy, em là thằng chung trong nhóm. Đặc điểm nhận dạng của em là cái gì? Giọng nói nha. Dạ, đặc điểm nhận dạng của em về giọng nói nha. Lúc em vui thì giọng em rất là cao, mà lúc em bình thường thì giọng em nó sẽ như này vậy. Oh. À đúng rồi đó. Nói chung là em nói là chị cũng không hiểu nó là cái gì, để lát coi sao. Rồi, chàng trai cuối cùng nè. À, xin chào tất cả mọi người, mình là Lục Huy ạ. Một màu xanh hy vọng mà biểu tượng cho tình yêu và lòng nhân ái của nhóm ạ. Bốn thành viên vừa nói chuyện á, mình tự xưng cái giọng của mình như thế này như thế kia, đặc trưng này đặc trưng nọ, nhưng mà rõ ràng với tư cách là một thính giả nghe đài mà không thấy mặt ai hết, thì chỉ có mình Lục Huy là giúp cho mọi người dễ nhận dạng giọng nhất không? Dạ đúng rồi, không một mình Lục Huy là nhân ái thôi chị. Giọng nói em sẽ đem đến sự xoa dịu cho tâm hồn của mọi người ạ. Vấn đề là chỉ có Lục Huy là nói giọng miền Bắc, cho nên là khác hẳn những người còn lại là nghe rất dễ nha nha. Vậy bây giờ em sẽ nói cái giọng miền Trung đi cho mọi người về nhận diện em nhé. Em là Nam Cô Đì á. Em nghĩ là em giữ nhịp cho tới cuối chương trình được thì em cứ nói nha. Tôi đang nói giọng miền Bắc, miền Bắc của Nam hay hơn. Với nhóm Unify đó là Kim Thanh muốn trò chuyện với các bạn lâu lắm rồi. Khi mà một hai vòng đầu của The Heroes là Kim Thanh đã muốn nói chuyện với Unify rồi. Nhưng mà lúc đó là chúng ta cũng đang giãn cách rồi. Nó khó ở nhóm Unify một cái chỗ là các bạn mà qua đài thôi là đã lố cái số người mà quy định rồi. Thành ra rất là khó khăn, không biết làm sao để mời các bạn. Thì lúc đó chỉ mời một người lẻ thôi. Nhưng mà bây giờ thì trong cái xui nó có một cái may mắn là khi mà chúng ta thực hiện mọi thứ qua online như thế này thì có thể kết nối được luôn với tất cả các thành viên của Unify. Lời đầu tiên bao giờ cũng là những lời hỏi thăm, cho nên là Kim Thanh muốn biết từng bạn chia sẻ về cái cuộc sống của mình hiện giờ như thế nào. Tùng Maru đi. Dạ vâng, dạ, hiện tại em đang ở nhà của em. Tình hình hiện tại bữa giờ của em thì em sắp chuyển từ một thành viên của nhóm nhạc Unify qua làm Masterchef rồi chị. Cái này là cả showbiz luôn chứ không phải mình em. Ủa nhưng mà em ở nhà của em là đương nhiên rồi. Vấn đề là em ở nhà của em là ở tỉnh nào hay quận nào?
Hiện tại em đang ở quận Phú Nhuận ạ. Vẫn được shipper nhưng mà tình hình hiện tại là ở ngoài đường cũng nhiều chốt quá chị. Nên là shipper ngại chạy đi á, tại vì khi mà họ gặp những cái chốt như vậy họ phải dòng lại một những cái đường rất là xa. Đó là nhiều khi họ sẽ không có nhận đơn của mình. Một ngày cao lắm là đặt được một đơn thôi, mà mình toàn là đặt rau củ về thôi chứ cũng không được đặt đồ ăn về được. Cho nên là muốn mua trà sữa để tiếp tế cho ai đó, ví dụ như Hansara thì không được đúng không? Ok chị à. Ủa chị đang quan tâm chị hỏi thiệt mà. Mà Tùng nấu ăn được món nào rồi? Dạ bữa giờ em biết kho thịt rồi nè. Một cái việc trước đó em chưa từng biết làm là em biết nấu cơm, em biết nấu canh, và em biết làm một số món đồ chiên, biết tự mổ cá nữa. Ủa, cơm thì em cứ bỏ vô nồi nó tự nấu, chứ em nấu cơm là em làm sao? Dạ, nhưng trước đó em không biết. Không biết nấu cơm, ở nhà toàn là cô đi với cả kêu nấu cho em ăn. Rồi, tiếp tục chàng trai nào đây, Lục Huy. Dạ vâng, thì trong thời gian mà tất cả mọi người đều gọi là xa mặt cách lòng thì em quyết định dành thời gian cho bản thân để tu tâm dưỡng tính luôn ạ. Dạ. Ở nhà đóng cửa và không liên lạc với thế giới xung quanh. Tại sao là phải là tu tâm dưỡng tánh em? Chứ trước đó em làm gì tội lỗi lắm hả? À dạ không ạ, em thì thực ra thì đó là em sống rất là lành tính thôi, cũng không làm hại đến ai. Nhưng mà mặc dù vậy thì em cũng nghĩ thời gian này mình nên dành cho mình một khoảng thời gian gọi là để nhìn lại tất cả mọi thứ, và mình có thể học hỏi cũng như là làm một điều gì đó mới mà trước đó mình chưa từng làm. Nhưng mà bây giờ em đã cảm nhận được từ trường và năng lượng vũ trụ gọi mưa kêu gió gì được chưa? Em cũng đang cảm nhận được một nửa, đang lưng chừng ạ, chưa có lên được hẳn. Thấy được năng lượng, thấy được từ trường, nhớ báo cho mọi người mừng nha cưng nha ha. Rồi, tiếp tục đây, KO. Hiện tại thì em cũng ở nhà như tất cả mọi người thôi và tu tâm dưỡng tánh. Em đang ở nhà chung với cả bố mẹ em, với cả gia đình. Em ở Gò Vấp ạ. Em ở phường mấy? Em ở phường 6 chị ạ. Ôi trời ơi, một lát chị em mình gặp nhau không? Chị cũng ở Gò Vấp à? Đúng rồi, chị ở Gò Vấp, phường 1, em à. Ôi trời ơi, nếu mà gặp được là em cũng gặp rồi đấy. Nhờ cái cuộc trò chuyện này là chúng ta biết là chúng ta cũng có rất là nhiều người gần nhau như thế này. Tình hình Gò Vấp sao em nhớ kể cho mọi người nghe đi. Dạ, nói chung là khổ thì cũng không khổ, mà sướng thì cũng không sướng chị ạ. Chung là em thì mỗi ngày ở nhà thì bây giờ là em cũng đã luyện được khả năng nói chuyện với cả đồ vật rồi. Oh. Em nhìn cái bàn em cũng nói chuyện được, mà cái ghế em cũng nói chuyện được, TV em cũng nói chuyện được. Rồi bây giờ có ví dụ em chiên trứng mà em nói chuyện được với cái trứng chưa? Dạ không, em nói chuyện với cả cái dầu ăn trong chảo á. Siêu năng lực quá luôn. Rồi bây giờ tiếp tục Cody. Dạ hiện tại thì các thành viên khác đều về nhà với gia đình hết rồi, có em với Lục Huy là vẫn đang ở nhà chung. Thì hiện tại ở bên chung cư của Huy sao thì em cũng không rõ, nhưng mà bên chung cư của em là đã bị không chỉ là không được bước ra ngoài đường mà là không được bước ra khỏi cửa phòng, nghĩa là không xuống để tân được luôn. Tức là cái nhà mình phải là F0 chứ hả? Dạ không, ý là chung cư không có ai đi ra ngoài hết, xong rồi muốn mua đồ gì hay là muốn nhà mua gì thì lễ tân sẽ mang lên tới tận nhà rồi mở cửa đưa cho mình luôn. Tức là cái cửa ở dưới sảnh chính đó chị, hiện tại mọi người đang bị lockdown ở trong tòa nhà luôn. Cô đi với lại Lục Huy là chung một chỗ đúng không? Do là nhóm đông người quá cho nên là tụi em tách ra thành hai tòa nhà khác nhau. Em thì ở một tòa, Huy thì ở một tòa. Tức là cũng chung cái chung cư đó luôn đúng không? Dạ, chung cư kế bên, khác tên nhưng mà cũng gần đó. Kế bên thì nhiều khi là cơ chế hoạt động nó khác. Vậy là bên Cody là có vẻ là hơi căng nha. Còn bên Lục Huy có đi xuống đất tập thể dục gì được không? Dạ em nghĩ là bên em thì có thể dễ hơn được một xíu, nhưng mà bản thân em thì vì tính an toàn nên là em cũng quyết định là thôi khỏi xuống luôn ạ. Ngắm dòng sông cũng cảm thấy gọi là có một chút thiên nhiên trong mình, nó cũng đỡ hơn một xíu. Sao thấy là sông rộng đường dài đúng không? Bên dưới em là nguyên con sông Sài Gòn, rất là thơ mộng mọi người ạ. Nên là nói chung là mỗi ngày trôi qua vẫn cảm thấy đời còn nhiều niềm vui. Chị tưởng đó em hát duyên phận chứ. Thấy sao sông rộng đường dài, đời người con gái không yêu ai có được không đó. Người con trai chưa một lần yếu ai. Cái này chuẩn luôn á, chuẩn chưa yêu ai đâu chị. Em đừng có khẳng định giùm người ta như vậy, mai mốt dễ bị hố hàng lắm, làm sao em chịu trách nhiệm trước cuộc đời người ta được. À không, cái này thì em cũng nói nhiều trên các bài phỏng vấn khác rồi, nên là nói chung là mọi người cứ nói thôi không sao ạ, đó là sự thật ạ, em chấp nhận ạ. Ồ em nghĩ là chị tin mấy cái bài phỏng vấn đó hả? Nhất là về chuyện tình yêu. Chị đi phỏng vấn vậy chứ chị không có tin mấy câu trả lời của nghệ sĩ liên quan tới tình cảm đâu, chị nói thiệt á. Rồi chàng trai còn lại nè, Tofi lên tiếng nè. Dạ vâng, chào tất cả mọi người. Nhắc lại mọi người, đây là giọng nói autotune của Tofi. Mấy ngày nay thì em sinh hoạt lại bình thường. Mấy ngày trước thì bố em bệnh xong rồi mất trong khoảng thời gian dịch này. Cuộc sống nó hơi đảo lộn.
Trước khi thực hiện cuộc trò chuyện phỏng vấn thì Kim Thanh cũng nghe nhóm cũng như là Tophi có chia sẻ về câu chuyện cá nhân. Bây giờ là cái avatar của bạn vẫn là màu đen, tuy nhiên bạn nói là vẫn có thể là thực hiện cuộc trò chuyện cùng với mọi người. Thôi thì mình cố gắng lên chút xíu nha, Tophi ha. Bây giờ mình nói chuyện cho vui vui chút xíu để những ngày này tiếp thêm năng lượng cho các fan ha, Unify ha. Dạ, yeah, ok. Bạn nào cho chị biết bạn đó tự cắt tóc được rồi? Tupi vừa mới cắt tóc ngày hôm qua luôn á chị. Đợt này anh Tupi về nhà rồi nên là không cắt tóc được cho em, chứ bình thường là như năm ngoái là anh Tupi đã làm cho em một lần rồi. Bọn em còn quay lại, các bọn em còn up lên trên mạng nữa. Nói chung là không có anh Tupi là tóc em bây giờ dài như một dòng sông. Tùng Aru tóc tay sao rồi? Dạ tóc em ngang vai rồi. Kheo. Ngang vai luôn. Em thì bây giờ em thành Robinson rồi, em sống ở đảo Hoa. Ủa nhưng mà chị nghĩ là đa phần, ví dụ như là có Lục Huy với Cody, là hai bạn là sống một mình đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ là khó khăn nhất sẽ là Lục Huy với Cody, là các bạn sẽ phải tự lo, chứ còn những bạn khác là ở nhà thì có người nhà lo đúng không? Em cũng may là vẫn có chị quản lý ở đây cùng em nên là vẫn có người đỡ đần nhé, nên là cũng không đến nỗi lắm ạ. Có lo kéo qua cho Cody không? Cũng muốn lo lắm, nhưng mà tại vì do hai tòa nhà khác nhau ấy, nhưng mà cũng may là ở dưới nhà em trước khi mà bị lockdown nặng thì có siêu thị. Ừ. Nên là em cũng có xuống mua quá trời đồ ăn lên để dự trữ trong nhà. Ừ. Thì từ đó em mới phát hiện ra là trong tủ lạnh của em có mấy cái quần của KO. Quần trong tủ lạnh có mấy cái quần của KO. Em để quần trong đấy là bởi vì là cái quần đấy là quần da. Em cũng có một cái trong tủ lạnh. Em xem thì là bởi vì người ta bảo là quần da thì nên bảo quản trong tủ lạnh thì nó đỡ hư hơn. Đúng. Phải mua nguyên một cái tủ mới để mà đựng cái đống đấy chứ. Thôi quần mặc chứ mà bỏ tủ lạnh vậy. Sơn đâu có giặt đâu anh Phúc. Sơn đi diễn xong về gấp vào xong bỏ tủ lạnh thôi à. Trời đất ơi, rồi đồ ăn người ta thì sao? Đâu có, em để trong bao ni lông mà. Chứ em đâu có để riêng ở ngoài đâu. Thì biết là vậy rồi. Cần em ship cái tủ lạnh không? Tóm lại là chưa giặt thiệt hả? Đâu có, em vẫn giặt mà. Điều ơi chị ơi. Thế là nó chiếm bao nhiêu cái tủ lạnh, diện tích đó nó chiếm bao nhiêu? Dạ nó chiếm có một nửa cái ngăn đá thôi chị ơi. Em không có chỗ để làm đá luôn. Sao quần ra lại để trong ngăn đá? Cái khúc này bắt đầu nó lạ lùng quá rồi. Vậy rồi sao em dám lấy đá ra em uống? Dạ thì đó, em không có chỗ đi làm đá luôn mà. Một nửa là mấy cái quần, một nửa là mấy cái đồ đông lạnh rồi. Em đâu có chỗ làm đá đâu. Em uống nước bụi không mà, tội nghiệp em lắm. Em rút dây điện ra em vệ sinh tủ lạnh. Em quăng mấy cái quần đó đi. Ủa? Em không dám chị ơi, em quăng cái quần đó Sơn chắc muốn em đi đầu thai luôn đó. Ủa Sơn cái dữ lắm hả? Em hiền nhất nhóm chị ạ. Em hiền kiểu gì? Em là có biệt danh là rất dễ bị mọi người bắt nạt nhất ở trong nhóm. Em hiền lắm. Cứ quăng cái quần của Keo đi ra đi mọi người. Hiền dữ là lúc này lộ ra hết hà. Em chỉ sợ làm thế là con quỷ trong người em nó bộc phát thôi. Còn phát hiện ra gì nữa không? Cũng may là tủ lạnh chỉ có mấy cái quần thôi à. Sợ còn thấy mấy cái khác nữa nhưng mà không có. Em lục hết. May. Và cũng nhờ rảnh cho nên là mới ngồi kiểm tra. Chứ nếu mà không có cái đợt này chắc cũng không biết trong tủ lạnh nó có gì luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đâu phải chỉ có mỗi Tùng Maru là nấu ăn hả? Em cũng nấu ăn đi. Cô đi đã biết nấu thêm vài món, cũng biết nấu canh rồi nè. Bắt cơm thì biết trước đó rồi. Hôm nay nấu ăn không hết thì hôm sau có dư thì em sẽ lấy chiên với trứng với tỏi với xúc xích. Rồi em biết nấu thêm vài món lạc vặt như nấu canh bí, canh bầu. Không biết thực tế như thế nào mà nghe em kể là biết em nấu giỏi hơn Tùng Maru rồi đó. Dạ không, Tùng nấu ăn giỏi lắm chị ơi. Tùng nấu ăn giỏi hơn em nhiều luôn á. Em mới tập tành thôi. Tại vì thấy em kể là món nhiều hơn rồi đó. Tùng Maru là đã từng có một cái món ăn siêu đẳng mà em nhớ đến bây giờ. Món đó tên là khô cá chiên bóng đêm. Cái món đó là 3 năm về trước ạ. Bóng đêm ở đây thường gọi là khác. Trời ơi, chị tưởng đâu bóng đêm á là cúp điện mà vẫn miệt mài chiên. Trời, chị nghĩ oan cho em quá. Nói chung là chị khác được đó thôi. Oh. Nói chung là nó vẫn có kỷ niệm tới giờ. Tophi là có nấu ăn không em? Vua đầu bếp chị ạ. Khi mà còn ở trên nhà chung á thì em nấu ăn mỗi ngày. Khi mà về tới nhà thì mỗi ngày đều không nấu ăn ạ. Ủa gì kìa vậy? Về tới nhà là có người nấu cho ăn, có mẹ rồi xong rồi có giúp việc nấu cho ăn ạ. Tính ra là Tophi là nấu ăn ngon nhất nhóm mình đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vua đầu bếp. Xong rồi tới Tùng Maru. Tới Sơn, xong rồi tới em. Em mới tập tành thôi, em nấu theo khẩu vị của em nên em thấy ngon. Em không biết là tại vì mọi người chưa ai được ăn thử á. Nhưng mà em ăn thử đồ ăn của Sơn làm rồi thì em thấy Sơn làm ngon. Sơn nấu được món gì em? Dạ em thì em cũng tập tành thì em nấu cũng được một vài món như kiểu là cơm chiên Nhật Bản, mì Ý, spaghetti.
với cả bò bít tết. Có vẻ chuyên đồ Tây em nhở? Nhưng mà cái món cơm chiên Nhật Bản á có nghĩa là gì nè chị? Là cơm chiên Việt Nam đã xong rồi cơm chiên Nhật Bản gọi là cơm chiên Nhật Bản á gì? Ủa vậy luôn á? Em nấu cái mì gói em xem phim của Ý rồi gọi là mì Ý. Chị không ngờ là tới tuổi này mà chị còn bị mấy đứa lừa như vậy đó. Tóm lại là bây giờ xếp hạng lại Tofi vị trí quán quân, tới áo quân KO đúng không? Rồi xong vị trí thứ 3 là Tùng Maru, thứ 4 là Cody đúng không? Vậy là Lục Huy là em tệ nhất hả em? Em tập trung vào việc phát triển bản thân này, em đi câu cá này, kiếm công thức mới để em nấu các món ăn ngon này. Nhưng mà là trong game ạ, chứ không phải ngoài đời. Rồi hiểu, tức là không có giúp được gì luôn cho nhóm mình luôn đúng không? Em đem đến giọng ca cho đời, yêu đời cho mọi người thôi ạ, củng cố tinh thần cho mọi người thôi ạ. Tại vì Lục Huy là đã giúp tụi em trong cái khoảng mà hát bài hát rồi. Tại vì bình thường Lục Huy đã gánh giùm tụi em phải tầm 50-70% lời bài hát rồi. Mà tụi em chỉ cảm nhận và còn lại xíu thôi, cho nên là ở ngoài đời là tụi em phải làm hết. Lục Huy, em có thể trả lời là thiệt ra tụi nó nấu mà em chịu ăn là cái đó là cái sự hy sinh lớn lao nhất của em rồi. Nói thì vui nhưng mà thật sự là Kim Thanh cũng muốn dành vài phút lắng động đi, chia sẻ tâm tư những ngày này của mình như thế nào. Mà thời gian vừa qua mình lại nghe một cái tin không vui từ Monster nữa. Dạ, theo cô đi thấy thì khi mà được biết tin Monster rã thì lúc đó cô đi còn không ngờ. Tại vì trước ngày hôm đó là Monster ra bài comeback, em với cả các thành viên khác trong Unify đều rất là mừng. Tại vì những người anh em của mình đã trở lại. Và em nghĩ là khi mà tụi em có những người bạn anh em cùng làm một cái việc gì đó thì nhóm nhạc ở Việt Nam nó sẽ màu mỡ hơn, nhiều màu sắc hơn. Đúng vài hôm sau thì Monster thông báo là rã nhóm thì tụi em bàng hoàng, kiểu bị không biết là bây giờ những người anh em của mình sẽ như thế nào, rồi họ sẽ hoạt động ra sao. Cũng có nghĩ nhiều về tương lai của nhóm. Tụi em cũng kiểu hoạt động cũng gần 4 năm, còn Sơn là Thành là gần 5 năm rồi đúng không? 5-6 năm gì đấy. Thật ra thì Monster đối với bọn em là xuất phát chung một thời điểm. Cách đây khoảng tầm 4-5 năm thì bọn em cũng thân với nhau và cũng đã có làm việc chung và cũng đã chơi chung rất là nhiều. Khi mà nghe tin Monster rã nhóm thì em cũng rất là tiếc. Bởi vì là cái mong muốn của Unify thì em đang mong muốn là sau này khi mà kể cả tất cả những người khán giả ở Việt Nam họ có thể bắt đầu họ biết đến được là nhóm nhạc ở Việt Nam nữa, chứ không phải là ca sĩ đơn không, là nhóm nhạc ở Việt Nam bắt đầu phải có được chỗ đứng, có được khán giả, thị trường người nghe. Đó là cái mong muốn của Unify. Còn bây giờ muốn hỏi liên quan đến The Heroes nè. Tính ra là mình thi chính thức mới có 4 vòng xong rồi mình không có thi nữa, rồi ít bữa lại thay đổi tùm lum tùm la. Có ai cảm thấy tiếc hay là cái cảm xúc của mình như thế nào ha? Dạ có. KO thì cảm thấy rất là tiếc bởi vì là chương trình đang diễn ra rất là tốt đẹp mà tự nhiên lại bị dính một cái cơn đại dịch như này thì bị trì hoãn hết bao nhiêu cái kế hoạch của chương trình cũng như là thí sinh đang tham gia rất là nhiệt huyết luôn. Mà sắp tới thì đang không biết là như nào nữa, cho nên là em cũng cảm thấy rất là lo. Thật ra là Unify thì ai cũng đang mong muốn là được đứng trên sân khấu, được trình diễn, được cháy hết mình ở trên sân khấu. Nói chung thì tiếc thì chắc chắn là phải có tiếc rồi, nhưng mà tụi em vẫn nghĩ thôi, cái chuyện này là kiểu nó ảnh hưởng tới không chỉ là mình mà ảnh hưởng tới cả nước hay là ảnh hưởng tới toàn cầu, là tất cả mọi người đều phải chững lại để mà nghĩ cho cái chung của tất cả mọi người, để mà tụi em cùng tất cả mọi người ở nhà để mà giữ sức khỏe cho mình cũng như cho cộng đồng. Nên đâm ra là thời điểm này mặc dù là tụi em không có làm được quá nhiều thứ, nhưng mà may mắn là tụi em cũng có được thêm thời gian để ở nhà, để có khoảng không gian riêng của từng người để mà nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Còn ba bạn chia sẻ ý kiến nào? Em xin phép nói được không ạ? Liên quan tới The Hero thì như cô đi đã nói thì tụi em cảm thấy tiếc. Tại vì như mọi người đã thấy là em có chia sẻ ở The Hero là tiết mục vòng 3, vòng 4 của tụi em nó chưa được hoàn hảo lắm. Thời gian chuẩn bị gấp rút. Gần đây khi mà ở nhà xong rồi quan sát tin tức ở bên ngoài thì em thấy là thật ra bây giờ được ở nhà, được có cái mái nhà đã là tốt lắm rồi. Mình cũng biết là ở Sài Gòn bây giờ có nhiều người họ không có còn đủ sức họ trụ lại Sài Gòn nữa. Người Sài Gòn gốc như em á, cái cảnh đó em thấy hơi sợ. 2 năm vừa qua nó quá khó khăn với mọi người luôn á. Lục Huy cho mọi người nghe cái chia sẻ của em đi. Trong cái khoảng thời gian như này thì mọi người cũng biết rồi, ai cũng rất là khó khăn. Mặc dù vậy thì em nghĩ rằng là tinh thần đúng là vẫn là cái quan trọng nhất. Mà chúng ta kiểu phải cố gắng làm sao mình suy nghĩ không tiêu cực và mình tìm những cái cách để đổi mới bản thân mình trong một cái không gian. Mặc dù là vẫn chỉ là không gian như vậy thôi, nhưng nếu mà mình tìm cách nào đấy để cho mọi thứ nó mới mẻ hơn thì cuộc sống của mình nó vẫn sẽ có những cái điều thú vị của nó.
Em nghĩ rằng là mặc dù là chương trình của mình đã bị rời hoãn rất là nhiều rồi, nhưng mà em nghĩ rằng ở nước ngoài cũng có rất là nhiều chương trình, nghĩa là sau một khoảng thời gian dài Covid, nhưng mà khi mà mọi thứ xã hội đã ổn định lại thì người ta vẫn tiếp tục quay trở lại và chương trình thì vẫn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Thì em nghĩ là điều đấy cũng là dễ hiểu và có lẽ là khán giả cũng sẽ chấp nhận điều đó. Còn Top Phi em? Thì đối với chương trình thì bọn em đã ôm rất là nhiều những cái hy vọng cũng như là nhiều cái nhiệt huyết đến với chương trình. Cái đợt này xảy ra thì nó là một cái thứ không may mắn lắm, không may mắn đối với tất cả mọi người. Nhưng mà em hy vọng là tất cả mọi người, khán giả cũng vậy và cái ekip chương trình cũng vậy và các cả khí sĩ cũng vậy, các bạn chỉnh lại một tí xí để có thể giữ giúp an toàn. Tất nhiên là an toàn là trên hết rồi, có sức khỏe gì mới làm tất cả mọi thứ khác được. Đã có một số bạn có gửi cái câu hỏi cho Kim Thanh để ngày hôm nay trò chuyện với Unify và chuyển lời giùm. Ví dụ như có một bạn nick là Vân Anh Andy, bạn có hỏi là nếu vài năm nữa Uni có bạn trở thành đồng nghiệp của các anh và muốn mời các anh tham gia vào sản phẩm của bạn ấy thì các anh sẽ như thế nào? Nói thiệt là vị trí mà tụi em trong nghề thì tụi em cũng khá là linh động. Tụi em cũng không có đặt nặng cái vấn đề là phải hợp tác với ai, chỉ là tụi em muốn mang làm những cái thứ sản phẩm hay nhất. Nhưng mà bạn là Uni mà bây giờ bạn là đồng nghiệp thì bạn hay thì mình sẽ hợp tác thôi. Bạn có là ai đi nữa mà bạn không hay thì cũng rất là khó để hợp tác. Trời ơi, fan ta hỏi mà trả lời vậy đó, phủ quá. Không, em thấy thật ra anh Phúc trả lời là thực tế. Mà nếu mà bạn là Uni và bạn rất hay như Mỹ Anh á, thì bạn không trả tiền tụi mình cũng tự xin tham gia. Ôi trời, Mỹ Anh thì có hơi bị quá không? Hạ chuẩn xuống xíu. Mà fan của mình rất là đông mà, đúng không? Ai nói trong số đó sau này không có người trở thành nghệ sĩ, đúng không? Thật ra tụi em biết là như vậy, nhưng mà thật ra là những cái sản phẩm mà của Unify làm ra kiểu gì nó cũng sẽ tới tay khán giả của tụi em là Uni, là fan của tụi em. Thì tụi em cũng chỉ muốn có những cái mà tốt nhất cho fan của tụi em nghe thôi. Còn các bạn còn lại thì sao? Em nghĩ rằng là nếu mà bọn em đã truyền cảm hứng được cho những cái bạn khán giả cũng như các bạn fan của mình mà sau này có thể trở thành một idol hoặc là có thể trở thành một nghệ sĩ nhiều khi còn tài năng hơn mình nữa, thì thực sự là điều đấy làm cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thực ra là đã có rất là nhiều những cái sản phẩm trên thế giới kiểu họ kết hợp giữa tiền bối và hậu bối chẳng hạn, thì nếu mà có một ngày mà bạn trở thành một người nghệ sĩ mà khiến cho bọn mình kiểu cũng ngưỡng mộ bạn giống như là cái cách mà bạn đã từng ngưỡng mộ bọn mình, thì chắc chắn là nhờ những cái sản phẩm vậy là có thể xảy ra trong tương lai. Mà chờ các anh ngưỡng mộ hơi căng ha. Thực ra là mọi người nhìn tụi em với một nhóm nhạc 5 người, nhưng mà tụi em làm được nhiều thứ lắm. Tụi em có thể đóng phim nè, tụi em có thể viết nhạc nè. Nói chung là các bạn Uni không cần hát hay đâu, các bạn có thể mời tụi mình đóng phim nè, mời tụi mình sản xuất âm nhạc chung, mời tụi mình làm cái này cái kia. Chị thấy là làm nhà tài trợ là dễ nhất đó. Dạ đúng. Cái này em đồng tình với chị luôn. Tiếp tục là có bạn Phương Thảo muốn hỏi nhóm nè, sản phẩm sắp tới của các anh là gì? Khi hết dịch thì các anh sẽ làm điều gì đầu tiên? Như các bạn đã biết thì Unify chỉ mới thi 4 vòng thôi. Ngoài ra thì Unify đã bắt tay vào làm 4 vòng khác nữa rồi. Nếu mà lỡ có xui hay là không có may mắn mà cái chương trình The Hero kết thúc sớm hơn dự kiến của mình, thì những cái bài đó sẽ là lần lượt xuất hiện trước các bạn. Đúng rồi, tại vì nếu mà mọi thứ ổn thỏa thì những cái bài hát đó lần lượt sẽ xuất hiện hàng tuần. Nếu mà không may mà tụi em không được tham gia sâu chương trình mà lỡ bị rớt hay sau đó, thì những cái bài hát đó chẳng phải theo hàng năm thì mới ra mỗi bài một năm ạ. Trời ơi, gì mà một năm một bài nghe ớn vậy, quá không. Sẵn cái câu hỏi của bạn Phương Thảo này cho nên là Kim Thanh muốn thêm một chút xíu. Bây giờ mỗi người cho Kim Thanh xin 5 điều muốn làm ngay sau khi hết dịch đi. Cody bắt đầu đi. Dạ, 5 điều muốn làm ngay là đi tập, đi diễn. Thứ ba là về thăm gia đình, ông bà. Thứ tư là gặp những người bạn thân hồi cấp 3 của em. Thứ năm là đi thi đấu, nhảy lại. Không thêm gặp Unify. Đi tập là gặp Unify rồi. Chán quá, chán chú rồi. Buồn quá. Cho chị ý kiến đi Cody. Tại sao em nói chuyện vĩ mô trong khi chị chờ đợi là sau khi hết dịch việc đầu tiên của em là chạy ra ăn dĩa cơm tấm hay là cắt mấy tóc hay là cái gì đó thôi, còn em nói những cái điều mà nó quá lớn lao luôn vậy? Dạ, vì ăn cơm tấm thì ví dụ như em về gặp những người bạn cấp 3 của em đi là trên đường về Thủ Đức rất là xa, là em có thể ghé được cơm tấm em ăn xong về đi tiếp rồi. Đó là một cái chi tiết nhỏ trong đoạn đường. Chỉ có một cái list mà em ngồi em tính, em biên kịch rồi em ra kịch bản đủ thứ luôn vậy luôn á hả? Ghê thiệt. Theo em thì chắc chắn là việc đầu tiên là em phải cắt tóc rồi nè. Bởi vì mọi người biết là bây giờ em thành Robinson rồi.
cho nên là em phải cắt tóc. Cái thứ hai là em phải đi sửa xe. Xe em hư thì em không thể nào mà chạy lên công ty được. Hết dịch rồi thì mình đi xe ôm công nghệ. Em làm gì giữ ở taxi. Trời ơi, sao em tính khó khăn như giờ vậy? Cái thứ ba thì là em đi ăn ốc, bởi vì em rất thèm ốc rồi. Cái thứ tư thì em sẽ phải chuyển nhà. Ủa? Bởi vì là nhà em ở với cả cô Đi, với cả Tùng Maru là hiện tại đang là nhà thuê. Cho nên là tới tháng 9 này là sẽ hết hợp đồng. Sau khi giãn cách xong là bọn em phải chuyển nhà. Và cái thứ năm thì chắc chắn là em muốn tham gia lại chương trình The Hero và tiếp tục đi một quãng đường nữa. Tùng Maru. Dạ, năm điều mà em sẽ làm khi hết dịch. Đầu tiên nó sẽ là đi cắt tóc. Thứ hai sẽ là chuyển nhà. Thứ ba sẽ là đi ăn bún riêu. Cái trà gì nữa ta? Người đơn giản quá, tới ba điều là hết biết luôn rồi hả? Tại vì trước dịch em cũng là một cái con người mà kiểu hay ở nhà. Rồi bây giờ không đi tập luôn, không đi thăm Unify luôn. Rồi xong luôn. chưa vậy đấy. Rồi okay, nói chung là đi tập. Rồi sang công ty. Điều thứ năm chắc là hẹn gặp anh em bạn bè và buổi liên hoan hết dịch. Em có tình yêu sâu đậm với bún riêu hả? Không phải là tình yêu sâu đậm mà, tại vì cái món đó nó quá khó nấu trong mùa dịch này ạ. À, tức là hôm nay em cũng đã thử tùm lum rồi đúng không hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Nó không có ra được đúng cái kiểu đó, em không biết làm sao nữa. Rồi ai may mắn được ăn mấy cái lần em nấu thử này vậy? Dạ tất nhiên là em. Vậy là mấy bữa hôm nay là trong khi người người là có thể tăng cân nhưng mà em thì giảm cân đúng không Tùng? Dạ thì nói chung là bữa giờ anh bị rượt cũng nhiều á. Cũng giữ cân được ạ. Bị rượt là do chính món ăn mình nấu hả Tùng? Thì nấu ăn nó là một cái bộ môn khoa học hiểu không? Mình phải thử nghiệm đi thử nghiệm lại mình mới ra cho ra được một cái kết quả để ưng ý đúng không? Vậy Tùng là nhà khoa học rồi. Đúng. Rồi còn tới Lục Huy. Dạ thì nhìn ngoài trời đang mưa rất là đẹp nên là em cảm thấy rằng là có lẽ việc đầu tiên sau khi hết dịch là em sẽ đi tắm mưa. Mọi người ơi, bé này bình thường nó có vậy không vậy? Chị... dạ bình thường nó vậy chị. Ồ vậy đó hả? Nó vậy là bình thường á chị, đừng thấy nó lúc khác. Chị kiểu người như Lục Huy á chị, khi mà chị tiếp xúc xa thì chị thấy rất là vui vẻ, tiếp xúc gần thấy mất mỏi lắm chị. Tắm mưa, tắm sông. Ừ, rồi đi cắt tóc. À chắc chắn là em sẽ phải về Hà Nội ăn bún chả ạ. Thôi cho em đi với Huy ạ. Anh cũng đi luôn Huy ơi. Đúng rồi, đi hết đi ra đi Hà Nội. Ngày xưa là em chưa nào em cũng phải ăn bún chả, nếu mà không ăn bún chả là em không chịu được. Nên là những cái thời gian như này em rất là bức bối mọi người. Buổi trưa em không thèm quá. Điều cuối cùng thì chắc gặp gia đình thôi. Hôm nay không có bún chả hay em thế bằng món gì? Dạ em chẳng thế bằng món gì cả, em ăn cơm bình thường. Tại vì thực ra trong những thời điểm này không biết sao ăn cơm nó cảm thấy cảm thấy nó ngon đúng không? Ừ, cảm thấy nó ngon kiểu gì ấy, kỳ lạ lắm. Đúng rồi mọi người ạ. Hồi chưa dịch đó thì rất là kén ăn, ngày nào cũng phải riêng Lục Huy nha, là mỗi ngày là một món khác nhau. Rồi em nhớ là cá hồi rồi đồ Nhật rồi tùm lum la. Đúng rồi. Tháng là phải phở rồi bún riêu rồi này nọ. Nhưng mà thực ra là ít ăn cơm ấy, kiểu hay đi ăn ngoài hàng quán thì nó kia nhiều. Thế nên là đến lúc mà thời điểm như này được mọi người nấu cho ăn hoặc là mình tự nấu mình tự ăn, mình cũng cảm thấy cũng ấm áp. Nghe bé nói dễ thương quá chừng nè. Rồi còn Toffee. Wishlist của em đầu tiên đó sẽ là mọi người là đi cắt tóc, còn em sẽ đi trị liệu tóc. Ủa tóc em bị gì? Khi mà em stress thì em sẽ nhổ tóc. Nên bây giờ là trên đầu nó hơi trống nên chắc em phải đi trị liệu. Em có cái sở thích kỳ vậy? Dạ khi mà em căng thẳng là em sẽ bắt đầu giật tóc mà không ý thức được. Thôi bỏ nha, có ai cắn móng tay nữa không? Cắn móng tay cũng hại lắm nha. Em cũng có rồi nhưng mà của em là bứt râu. Trời ơi. Ừ, bứt râu đến giờ vẫn bứt. Ủa mấy ông này sao mà thói quen gì mà thói quen lạ kì vậy trời. Không bứt râu nó vui lắm chị. Với Toffee là bây giờ là em bị hói luôn hả? Chưa thẳng tới mức hói nhưng mà nó đã trống hơn trước rất là nhiều rồi. Tại vì tóc em bình thường cũng khá nhiều. Thôi bây giờ mình chịu khó mình lấy cái gì mình chụp cái đầu mình lại luôn đi cho nó chắc ăn, để khỏi phải bứt tóc nữa. Thời gian trước mà khi mà em ở trên nhà chung thì có rất là nhiều nón, tối nào cũng đội nón đi ngủ hết trơn ấy. Còn về nhà thì em không có mang nhiều đồ về, cũng không có đồ gì hết. Nên là tối ngủ thì sáng dậy là em thấy ở dưới sàn rất là nhiều tóc. Ui trời ơi, em làm chị liên tưởng tới phim kinh dị luôn á Phú ơi. Rồi trị liệu tóc là số 1, còn 4 điều nữa. Gặp anh em Unify, sau đó là em muốn được đi làm. Em muốn làm việc. Em muốn tất cả mọi thứ lại bình thường. 4 điều thôi. Bình thường là bao gồm hết tất cả mọi thứ luôn ạ. Ông nói là muốn mọi thứ trở lại bình thường, mà trong khi ngay cái câu đầu mình nói là khi mọi việc nó trở lại bình thường thì anh ước gì? Trời ơi. Em ước là mọi thứ trở lại bình thường. Bỏ tay quá đi. Rồi tiếp tục câu hỏi của bạn Tiên Tiên. Bạn hỏi là trong showbiz thì các anh từng người cho em biết là các anh quý và hâm mộ ai nhất vì sao. Rồi từng người luôn đó. Bắt đầu ngược lại đi Toffee. Quý nhất thời điểm hiện tại đó là hai chủ tịch của công ty tụi em à. Hâm mộ nhất?
em hâm mộ nhất nghệ sĩ là những người mà đã đi tình nguyện cũng như là cống hiến trong cái mùa dịch này á. Tại vì thực sự là em cũng không có khả năng và cũng không có điều kiện để có thể làm việc đó, nên là thấy người ta đóng góp em cảm thấy hâm mộ. Lục Huy, nếu mà quý thì em cũng khá là quý bạn Orange, bạn Mộng Cam, chị biết bạn ca sĩ Mộng Cam. Có trở thành đối thủ của mình không vậy? Thực ra thì bọn em chưa đối đầu bao giờ, nhưng mà thực ra nếu mà được đối đầu thì chắc cũng vui ạ, thú vị đấy ạ. Dù có chạm mặt nhau hay là không chạm mặt thì cũng vẫn sẽ gọi là máu lửa hết sức. Nhưng mà nhiều khi đối đầu xong bớt quý một xíu đúng không? Không, em thấy thường là đối đầu xong nhiều khi còn thân hơn, tại vì sẽ kiểu nhiều khi sẽ còn góp ý cho nhau này nọ kia để cho bài của đối phương tốt hơn nữa. Rồi, hâm mộ ai không? Nếu mà tính ra trong showbiz thì từ xưa đến nay thì chắc là em vẫn look up nhất là chị Đông Nhi. Tại vì cái thời điểm mà The Remix năm 2015 ấy, là nhờ có hình ảnh của chị Nhi và cũng là những anh chị trong The Remix luôn, thì kiểu truyền cho em rất là nhiều cảm hứng ấy. Và từ sau đấy là cũng từ cái chương trình đấy mà có được Unify của bây giờ, thì nói chung là cũng là một nguồn cảm hứng rất là lớn. Rồi, tới Tùng cưng. Ra thì trong showbiz mà để nói về quý nhất thì em có một nhân vật này mà em không biết có phải là gọi là trong showbiz không, thì chắc là em quý chị Nhi với anh Thắng thì là một phạm trù khác rồi, một phạm trù giống như dòng ngoại hạng đi. Dạ đúng rồi, ngoại hạng rồi. Còn để mà gọi là quý nhất thì chắc là em quý Gus Hứa Nhật Khánh Uyên ấy ạ. Có đóng phim Tạch Thảo với em á. Ồ, rồi biết. Thì nếu mà trong showbiz em quý nhất thì chắc là em quý Kurt. Tại vì em với Kurt cũng thân với nhau lâu, anh em cũng hay nói chuyện, em sợ cho anh em cũng hiểu nhau, nên là chắc là quý thì em sẽ quý Kurt. Còn về hâm mộ thì chắc là em hâm mộ chị Min với anh Khắc Hưng. Lý do hâm mộ chị Min là tại vì em nghe nhạc chị Min từ hồi chị Min mới ra mắt ở ST19, và nói chung là em gặp cái thời gian đó là cái hình ảnh của chị, cái gu âm nhạc, nói chung là tức là mọi thứ nó rất là kiểu mới mẻ ấy. Còn bonus thêm cả anh Khắc Hưng là tại vì anh Khắc Hưng là người sáng tác những ca khúc mà chị Min hát, ca khúc mà anh thích của chị Min là tại anh Khắc Hưng viết. Nhưng mà cuối cùng thì mình không có vô đội của Khắc Hưng đúng không? Nhưng mà em có gặp lại Kết không? Dạ có, Kết đang sống ngay dưới nhà em ở bên chung cư đang ở. À, rồi, Keo, giọng nói ngọt ngào. Thôi bây giờ mình sẽ bỏ qua anh Thắng chị Nhi nha, bởi vì chắc chắn là phải có anh Thắng chị Nhi rồi. Ừ. Mà để quý nhất đó, thì hiện tại đối với em là anh Tú với cả Lily. Chị biết anh Tú với cả Lily không? Trời ơi, sao không biết được? Bọn em thì cũng hay qua nhà nhau chơi với cả nấu ăn uống này nọ các kiểu ấy. Rồi hát hò với nhau, rồi nói chung là anh Tú với Lily cũng hay giúp đỡ em nhiều chuyện lắm. Cho nên là em rất là quý. Nếu mà để nói về hâm mộ trong showbiz đó, thì em hâm mộ anh Toliver. Em nghe nhạc của anh Toliver cách đây 8 năm về trước, mà em cảm thấy là nhạc của anh Toliver từ đó cho tới bây giờ không bài nào mà em thấy nó bị chán hay bị dở luôn nhé. Cody, chàng trai 1m75. Những người nghệ sĩ mà em quý nhất chắc là Unify ạ. Ăn Giang. Trả lời cuối là người ta rút kinh nghiệm ghê không? Ăn Giang. Em không có tiếp xúc với lại nhiều nghệ sĩ ở ngoài, em chỉ quen với một vài người bạn thì cũng không có gọi là quá thân, thì em chỉ thân với mỗi Unify thôi, cho nên là em nghĩ quý thì em không biết quý ai ngoài Unify cả. Ơn giang quá. Rồi bây giờ tới hâm mộ nè. Người nghệ sĩ mà em hâm mộ nhất thì chắc là anh Đen Vâu. Tại vì khi mà em nghe nhạc của ảnh thì em cảm thấy em được trải lòng, có nghĩa là em cảm nhận được những cái nỗi niềm của mình ở trong cái lời lẽ của anh ấy, cho nên là em hâm mộ anh ấy nhất ở hiện tại. Theo với Tùng Maru, với Lục Huy, với Tuffy, hãy canh chừng và để ý Cody kỹ kỹ nha. Đi thi kiểu này là đợt giải hoa hậu ứng xử á. Cho em bổ sung xíu được không ạ? Tại Cody nhắc tới rapper em mới nhớ. Em bổ sung thêm một người hâm mộ là B-Ray ạ. Ok. Rồi tiếp tục đây. Bạn Minh Khi Nam có đặt câu hỏi là sao trong bài ca Cách Ly thì anh Keo không được đọc rap ạ? Để em sẽ lên tiếng giải thích cho phần này ạ. Thực ra là trong bài ca Cách Ly thì các thành viên phải làm việc với nhau thông qua Internet. Thì hiện tại là tất cả mọi người đã di chuyển về nhà của mình ở hết. Chỉ có Cody với Lục Huy là đang ở tại căn cứ mà công ty cung cấp cho. Căn cứ nghe đi ghê quá. Không may mắn thay thì ở nhà của anh Phúc, anh Keo mặc dù rất là giàu nhưng mà vẫn không tự sắm cho mình được một cái máy tính với cái mic ạ. Nói gì vậy? Dạ, nói chung là anh Phúc với anh Keo là không có mic để thu âm. Gửi vocal qua cho bọn em để bọn em thu qua điện thoại thì cái phần vocal nó sẽ rất là bị bể. Hiện tại là chỉ có em, Cody với cả Lục Huy là ba người có khả năng có thể là gửi cho mọi người cái vocal tốt nhất để mọi người có thể làm mix master dựa trên cái lượng vocal đó. Nên là anh Phúc với lại anh Sơn mặc dù là không có góp mặt trong cái phần audio nhưng mà trong phần MV thì vẫn có mặt của hai anh. Vậy là Phúc với Sơn chắc cũng hơi tâm tư ha, giọng mình không có hơi tâm tư xíu đúng không?
Em nghĩ là Sơn thấy khỏe lắm chị ạ. Chị đừng lo. Tập phi đó tính tập tư chưa kịp chảy lòng gì hết trơn là em dập vô mặt cái. Ôi dạ, yeah, xin lỗi Phúc tâm tư đi Phúc ơi. Tại vì cái khoảng thời gian đó là nhà em có rất nhiều chuyện nên em cũng không có đặt cái tâm tư khi xung đó được cơ. Vì bây giờ chị nặng thì em mới tâm tư ạ. Bây giờ mình tâm tư muộn xíu đi em. Tiếp tục là bạn Phương Nhi, bạn có nhờ chương trình hỏi giùm là các anh đang chống dịch như thế nào, làm sao cho hết ngày đó. Mọi người có ai có cái thú vui mới giống như em đó là ngắm bình minh không ạ? Wow. Là Huy chưa ngủ đúng không? Anh nói thế kỳ, ý là hồi trước đây là mình sẽ thường là ngắm hoàng hôn thôi, tại vì mình được ra đường này nọ kia. Nhưng mà bây giờ khi mà mình ở nhà thì mình đổi sang mình ngắm bình minh đúng không? Một vẻ đẹp mới. Bây giờ em sẽ đổi qua thời điểm mặt trời mọc đẹp nhất là lúc bình minh chứ không phải là hoàng hôn nữa. Giờ đó là em chưa ngủ hay là em ngủ dậy? Cái đấy còn tùy chị ạ. Dạo này em đang chuyển sang sống giờ Mỹ để mình có thể học tập được cái văn hóa của họ một cách kỹ càng hơn, thì em quyết định em sống giờ Mỹ luôn ạ. Em ngắm tới mấy giờ em? Dạ từ khoảng 5 giờ đến 7 giờ ạ. Có rất là nhiều màu, có những hôm màu hồng, những hôm màu cam, có những hôm bảy sắc cầu vồng luôn chị ạ. Cũng nhiều cái vị đó. Thời gian còn lại trong ngày em làm gì cho hết? Thực ra thì dạo này em cũng đang cố gắng tập cardio này nọ kia lại, cũng tập đàn, tập hát, tập luyện game, rồi nói chung là nhiều thứ. Tại vì một ngày bây giờ nó đã quá dài rồi nên là có thể làm rất là nhiều việc luôn. KO thì sao em? Em thì một ngày em ngủ 8 tiếng. Em dậy thì em bắt đầu ăn cơm trưa. Là em sống giờ Mỹ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em ngủ hơi trễ chị ạ. Giờ rất nó bị loạn xạ hết trở lên. Rồi sau đấy thì em sẽ ngồi chơi đá banh. Sau khi đá banh xong thì em sẽ lên phòng, em sẽ tập hát. Rồi em lại coi YouTube, nghe nhạc. Buổi tối thì em lại ăn cơm, xong rồi lại ngồi coi YouTube thêm một ngày. Rồi, Cody. Dạ thì em vẫn cố gắng duy trì cái việc sinh hoạt của mình như là trước dịch thôi. Chỉ có điều là mình không đi ra ngoài thì em vẫn cố gắng tập luyện ở nhà. Trước đây thì em ngủ trễ thì tầm 2-3 giờ em mới ngủ. Còn dạo gần đây thì em tập cho em thói quen là đi ngủ sớm rồi. Thì cái tầm sáng sớm là em đi ngủ thôi. Trời sáng là em đi ngủ. Ok em. Thì em vẫn duy trì sinh hoạt là em vẫn tập luyện. Em suy nghĩ về mình nhiều hơn. Em tìm được cái thế mạnh tốt nhất của em. Là em tập trung, em trau dồi mỗi ngày. Em dành nhiều thời gian hơn. Một ngày em tập cho kỹ năng đó phải tầm 4 tiếng. Em cũng có dành thời gian để em chơi game. Thì em nhận ra là mình chơi game cũng hay. Ê chà, rồi, Toffee đi em. Em thì em sinh hoạt giờ Việt Nam. Tối em đi ngủ sớm, sáng em dậy sớm. Xong rồi em ăn sáng, rồi em lên tụng kinh. Xong rồi em ăn trưa, xong em tụng kinh. Sau đó là em tập thể dục. Buổi chiều em sẽ viết nhạc. Buổi tối là tụng kinh thêm lần nữa. Buổi tối hẳn luôn thì em sẽ đọc sách. Xong rồi xem tivi, xong đi ngủ. Sao em có thể lành mạnh một cách quá đáng như vậy ạ? Dạ Phúc là vậy đó chị. Phúc là con balance healthy á chị ơi. Phúc là một tấm gương sáng của Unify đó chị. Nãy giờ có mình em healthy thôi, còn Tùng. Em sinh hoạt giờ của em thì nó cũng hơi mỹ chút xíu à. Em đang cố gắng em sửa lại lúc nào hay lúc đó à. Em sẽ dậy tầm lúc hơi trưa một tí, khoảng 11-12 giờ. Sau đấy thì em sẽ bắt đầu đi nấu ăn. Sau khi nấu ăn thì em sẽ chơi game. Sau khi nấu ăn thì em sẽ ăn. Sau khi ăn thì em sẽ chơi game. Sau khi chơi game thì em sẽ làm những cái hoạt động linh tinh. Nói chung là em bật nhạc lên, xem nhảy nhót tí, quay qua quay lại, lại tới giờ ăn chiều thì em lại đi nấu ăn. Thì sau khi nấu ăn thì em lại ăn chiều. Ăn chiều xong thì em lại chơi game, hoặc là em mở những cái công việc gian dở của em lên, em finish nốt. Xong rồi em sẽ lại chơi game. Xong rồi em xem một bộ phim là tới giờ đi ngủ luôn rồi. Nói chuyện từ đầu giờ cảm giác Phúc giống như là một anh cả có đời sống lành mạnh nhất nè. Rồi lại còn biết chăm sóc cắt tóc gì cho mọi người, rồi nấu ăn ngon nữa. Trời sao mà em đảm đang quá luôn á Phúc ơi. Nhưng mà người ta nói vậy mới là con người chán á chị. Ai mà lấy anh Phúc về làm kiểu vợ hơi là chán. Hết bài luôn. Tôi nói gì chứ. Em kêu ai mà lấy anh Phúc về làm vợ là hết bài luôn. Mày có lấy anh không mày nói. Không em gợi ý rồi thôi, ai lấy lấy. Dạ Tùng còn bài rồi, Tùng chưa hết bài. Ừ, Tùng còn bài. Ủa làm sao mà em biết Phúc hết bài? Không, hết bài đây có thể là nghĩa là tuyệt vời ấy chị. Cái là lấy anh Phúc làm về làm vợ là tuyệt vời luôn. Mà là happy ending ấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng. Thôi đúng, cái đúng, miệng đúng. Em chị không tin đâu Tùng. Đặt câu hỏi tiếp theo nè, bạn Thấm Cute. Có phải là do các anh thân thiết với nhau quá cho nên là giọng của các anh càng ngày càng giống nhau hay không? Vì trong bài ca cách ly, cái đoạn mà anh Sơn hát đó, em nghe giọng giống anh Huy lắm. Đó là giọng anh Huy đấy. Tức là Sơn nhép miệng đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa sao vậy? Tại vì dạo này tụi em kiểu công ty đặt deadline cho tụi em phải làm TikTok đi, tụi em quen á.
cho nên Sơn bị thói quen, Sơn tưởng trên TikTok Sơn lên nhép luôn, Sơn không có thu âm. Có giải thích này cho mọi người hiểu luôn để mọi người đỡ bỡ ngỡ, chứ em thấy tại vấn đề mọi người cũng bỡ ngỡ lắm rồi. Đó là live hát của tất cả các thành viên Unify trong bài hát, chỉ có người không muốn hát chứ không có người không được hát à. Không muốn hát hả? Các bạn fan thì hay suy nghĩ là à là công ty sẽ chia like cho tụi em hát, rồi là sẽ thành viên này ít like hơn, sẽ thành viên kia nhiều like hơn, nhưng thực sự không phải vậy ạ. Là chỉ có tụi em tự chia like cho nhau, là người này không thèm hát, người kia không thèm hát, người trên người này hát nhiều người kia hát, chứ không có chuyện là thành viên muốn hát mà không được hát nữa. Có vụ vậy luôn hả? Cái này là tới chị sốc á nha. Không, tại dạo gần đây là tụi em bắt đầu hát nhạc là tụi em tự sáng tác, cho nên đâm ra tụi em được toàn quyền quyết định về bài hát, chỉ có người không muốn hát thôi. Còn trước đó là tụi em có hát của nhạc của nhạc ở ngoài, cho nên đâm ra là tụi em phải bị đợi vào cái sự chỉ định của cái người sáng tác. Tiếp tục đây, chiến thắng của Unimotion với bài Cha Già Rồi Đúng Không bị các khán giả cho là không xứng đáng. Có bạn nói là The Heroes trở thành The Tội Nghiệp, The Rớt Nước Mắt. Các anh nghĩ sao về ý kiến này? Bạn Hân Hân hỏi. The Rớt Nước Mắt. Thực ra là có một cái lần tụi em muốn giải thích ngược lại, đó là có nhiều bạn so sánh là vòng trước thì Kara đã hát về mẹ rồi, thế vòng sau Unify hát về cha, như là lợi dụng hình ảnh của cha mẹ để có thể câu phiếu của các ban giám khảo hay là nước mắt của khán giả. Nhưng mà tụi em đến chính là cái phần mà chuẩn bị thì đã chuẩn bị rất là lâu rồi, và hai ngày thi là hai ngày thi liên tiếp, nên là cái chuyện mà tính những cái thứ này là hoàn toàn không có. Cái tình cảm, cái phần thể hiện trên sân khấu cũng như là tình cảm trên sân khấu lúc đó, em cảm nhận là đối với từng người, mỗi người trong nhóm em đều có mang một cái cảm nhận riêng hết và có nỗi niềm riêng hết, nên là tụi em rất là chạnh lòng khi mà có đọc những cái bình luận, những cái đánh giá nói là tụi em lợi dụng những cái tình cảm buồn là vậy. Nhưng mà tụi em biết là mình không thể thay đổi suy nghĩ của người khác được. Cái chiến thắng của tụi em ngày hôm đó so với Real Love của Mỹ Anh thì thật ra thì nghe thì ai mọi người cũng đều thấy là bài Real Love của Mỹ Anh làm quá gọi là xuất sắc đi. Nếu mà so bài của tụi em với bài Real Love thì thật ra là bài của Mỹ Anh đã vượt ra khỏi tầm của cuộc thi luôn rồi. Nhưng mình đây là một cuộc thi mà nên là em nghĩ là ai cũng sẽ có chiến lược cho riêng mình. Và thật ra là cái chuyện mà câu kéo nước mắt của mọi người thì thật ra là nó không có phải là một cái dự định quá rõ ràng của tụi em. Thì thật ra tụi em chỉ muốn lên đó và tụi em thể hết những cái tâm tư của tụi mình ra. Và cái dự tính về chuyện hát cha già đúng không thì nó cũng xuất phát một phần là từ đề thi mà anh Nguyễn Hải Phong đưa ra cho tụi em. Lúc đó là anh Nemo đã chọn tác phẩm Bố Già. Và ok, tụi em chỉ ngồi lại với nhau và tụi em là à ok, Tùng viết câu chuyện của Tùng, cô Đi viết câu chuyện cô Đi, Sơn viết câu chuyện của Sơn. Và sau đó là ghép cái phần cô rất vào và tất cả mọi thứ diễn ra sân khấu của nó hoàn toàn tự nhiên thôi. Với chiến thắng của tụi em ngày hôm đó thì tụi em cảm thấy là đó là một sự may mắn. Nhưng Thanh nghĩ đó là một cái điều đáng quý, cho nên là mình không có việc gì mình phải lăn tăn hết. Bây giờ mình qua câu hỏi của bạn Linh Moon đi ha. Linh Moon có đặt câu hỏi là em thắc mắc là dù mang tên là bài ca cách ly nhưng em không có cảm giác cách ly vì bài hát quá ngọt. Trong bài hát chỉ đề cập đến việc cách ly 14 ngày thôi, nhưng mà hiện tại đã là 14 cộng, 14 plus. Các anh có dự định làm chuỗi bài bài ca cách ly cộng, bài ca cách ly plus không? Vì tụi em cũng cần những năng lượng ngọt ngào như thế để vượt qua những ngày này ạ. Dạ, thay vì làm plus thì tụi em sao mà mắt. Có ý tưởng gì chưa mà trả lời mạnh dạn dữ? Em đùa ấy, chứ thật ra là bài ca cách ly là ca khúc được em cho ra mắt từ năm ngoái rồi. Tại vì năm ngoái là cái thời hạn cách ly vẫn là 14 ngày. Nhưng mà em hoàn toàn không hề biết là năm 2020 chỉ là trailer của 2021 ạ. Nói chung là do là mình lấy một bài hát của năm ngoái nên là em vẫn muốn giữ lại cái câu 14 ngày mình chừng gặp được nhau. Không, bây giờ là 14 tuần rồi. Yeah, quá dài. Thật ra cùng đề tài mà bây giờ muốn viết bài nữa thì nó sẽ hơi khó đúng không? Dạ, thật ra tụi em cũng có một bài nữa rồi. Nhưng mà tụi em chỉ làm chơi xong rồi hát chơi, nhưng mà lúc đó chỉ làm 3 người thôi tại vì bài chủ yếu là rap. Thì bài có tên là Ở Nhà Đi Bạn Ơi. Vậy mình thêm phần melody vô. Hồi xưa thì có làm rồi, có melody luôn rồi mà tại vì cái đợt cách ly của năm 2020 thì là em, Sơn, Nam thì ba người ở chung nhà, Phúc Huy ở chung một nhà nên là không có lấy được vocal của Phúc với Huy nữa. Có ba đứa làm thôi, thì bây giờ nếu mà muốn làm lại bài đó là chỉ cần Phúc với Huy hát vào là được. Phúc mua cái micro vô nha Phúc. Bây giờ mua cái gì cũng khó chơi. Tiếp tục, bạn Chuột Đen hỏi là sao trong bài ca cách ly em không thấy anh Tuffy, anh Tuffy của em đâu rồi ạ? Anh có việc gia đình nên là hẹn gặp em khi cần nhất nha. Tiếp tục, Kami Yun, sau hai lần đối đầu với Mỹ Anh trong The Heroes thì các anh đánh giá chị Mỹ Anh là đối thủ ra sao? Cody. Dạ,
không chỉ là đối đầu qua cuộc thi đâu mà Cody hay cả Unify đã được nghe tới Mỹ Anh và cũng đã nghe qua những sản phẩm của Mỹ Anh trước rồi và đánh giá rất là cao về gu âm nhạc cũng như là về cái khả năng hát và sáng tác hay là chơi nhạc cụ của bạn. Tụi mình cảm thấy khi mà được cọ sát với một bạn nhỏ nhưng mà rất là giỏi như vậy thì tụi mình cảm thấy rất là hào hứng và không có lo lắng đâu. Mặc dù có thua nhưng mà cảm thấy xứng đáng tại vì bạn quá giỏi. Nhỏ tuổi chứ mà bề dày hoạt động học tập về âm nhạc thì chưa chắc là ai hơn ai đâu nha. Tại bạn là con nhà nòi đó. Mấy đứa phải gọi Mỹ Anh là tiền bối ấy, tại vì Mỹ Anh hoạt động trước mình luôn á. Ồ. Anh Hà Lê có nói rồi chị, một sự kết hợp của Mỹ với Anh, US, UK. Theo thì thấy Mỹ Anh sao? Em chắc là không còn từ gì để nói về Mỹ Anh nữa, bởi vì theo mọi người thấy, mọi người cũng đã biết rồi mà. Mỹ Anh là giỏi quá rồi, mà bé mới có nhỏ hơn tuổi Tùng tí đúng không ta? Mỹ Anh, 19 tuổi, sinh 2002. Rồi. Wow, nhỏ hơn em 3 tuổi. Quá giỏi. Vậy là kêu Phúc tới bằng chú nữa Phúc. Đúng rồi, kêu Phúc bằng chú. Mấy đứa vừa phải thôi, Mỹ Anh kêu chị bằng chị đó. Ôi dạ. Xin lỗi, tụi mình vẫn còn trẻ mà. Chị thấy không chị, mấy tụi nó xin lỗi chị chứ nó không xin lỗi em. Rồi Tùng Maru sao? Tùng Maru, Mỹ Anh có phải gu em không? Dạ không ạ. Em lẹ luôn vậy đó, em phải chậm 1-2 nhịp để người ta cảm giác như là em đang suy nghĩ ghê lắm á. Không, nhưng mà nếu mà về gu âm nhạc thì là gu em ạ. Rồi Lục Huy. Từ lúc đối đầu với Mỹ Anh xong thì em cũng có rất là nhiều tâm sự và nhiều điều cảm thấy gọi là gì ta, khiến mình phải chăn trở á. Cái gì me phải không? Vì, me đúng không? Ý là mê về cái âm nhạc và kiểu như là khi mà nghe những cái bài của Mỹ Anh thì kiểu nó làm cho mình nhớ rất sao? Nhiều về Hà Nội. Bây giờ nói lẹ, đang còn đẩy thuyền nè, mệt ghê. Đúng rồi. Anh phải đẩy thuyền Mỹ Anh mới phát hứng. Còn em là chỉ là gọi là một người hâm mộ về âm cái nhạc gì vậy, thôi. Cái gì vậy? Bài Mỹ Anh cũng là người yêu rồi. Wow, ok, thế thôi ngưng thuyền. Toffee thì sao em? Mỹ Anh là một trong những người mà em cảm thấy là khi mà cô bé mở miệng ra thì âm nhạc nó đến rất là tự nhiên. Thật sự là có rất là nhiều ca sĩ nhưng mà không phải ai em cũng cảm nhận được. Khi mà người ta mở miệng ra đó là sẽ có âm nhạc phát ra. Em cảm thấy như là một cái hộp nhạc vậy đó. Giống như Unify là anh Phúc không cảm nhận được cái gì. Chị thử hỏi anh Phúc có đúng như vậy không? Nè Tùng, em đừng có xuyên tạc. Chị không hiểu vậy rồi làm sao mà sống chung với nhau được hay luôn á. Em đùa. Nói tiếp đi Phúc. Thì đó, nếu mà đưa 100 bài điện thoại cho bé Mỹ Anh, chắc là bé Mỹ Anh cũng hát được luôn. Nên là em cảm thấy rất là thích nhìn, thích chứng kiến. Và nếu mà có cơ hội hợp tác nữa thì em rất là mê được hợp tác. Tiếp tục nè. Nếu một ngày Unify thay đổi kiểu tóc thì các anh sẽ chọn kiểu tóc nào cho chất? Bạn Ngọc Quỳnh hỏi từng anh. Cô đi. Dạ, em vẫn đang suy nghĩ tại vì em cũng thay đổi cũng khá nhiều kiểu tóc rồi. Nhưng mà em vẫn chưa có cắt tóc mà kiểu 3 phân hay là nó gần như là chọc bao giờ. Em cũng đang suy nghĩ nên không biết nên thử hay không. Nếu mà có một cái sản phẩm nào hay là một cơ hội nào để cho một cái tạo hình mà hợp với cái tóc đó, chắc chắn em sẽ thử sức để mà xem coi mình có chất không hay là nhìn mình tào lao. Sản phẩm mà hợp với đồ chọc hả? Chứ anh tính ra bài độ tao không đủ nàng hả? Unify là các bạn có biết nhóm MTV mà thời kỳ đầu không? Dạ biết. Thời kỳ đầu là có ai nè, có Phan Đình Tùng. Anh Phan Đình Tùng. Dạ đúng rồi. Tùng hồi đó là sau một cái tai nạn cho nên là cái đầu nó không có được thẩm mỹ lắm, cho nên là Tùng quyết định là cạo luôn, đội cái khăn lên nhưng mà nhìn rất chất nha. Dạ chị. Dạ đúng rồi. Lúc bé vô em tên Tùng á nên nhà em cũng bắt chước cho em theo anh Phan Đình Tùng á, chị cũng lấy cái khăn buộc lên đầu em mặc dù em có tóc. Một sự phát hiện vĩ đại. Vậy Tùng Maru, nếu mà em đổi kiểu tóc em đổi kiểu gì? Dạ em sẽ đổi những kiểu tóc mà sơn keo không thể nào bắt chước được ạ. Dạ, tại vì trong nhóm em nguyên nhân sâu xa là nó là mỗi lần mà cứ có một thành viên là đổi một kiểu tóc rất là tâm đắc với kiểu tóc đó, là qua khoảng 2-3 ngày sau thì sẽ sơn keo để một kiểu y chang ạ. Mà thậm chí là còn dài hơn nữa. Nạn nhân của câu chuyện này là em với cô Đi ạ. Em cũng mới trở thành nạn nhân tiếp theo. Tại vì trong một nhóm nhạc á thì tụi em muốn có sự phân biệt của từng thành viên á, nên là tụi em chọn những kiểu tóc khác nhau à, để phân biệt được từng thành viên à. Nhưng mà cứ có những thành viên người ta để kiểu tóc nào là để theo à. Em bớt nóng giận đi, tại vì em nóng giận hình như là tiếng nó gần quá xong nó mất luôn, không nghe được tiếng. Keo, em có đính chính gì không? Em chỉ có hai điều để muốn nói như này thôi. Cái điều thứ nhất á, những kiểu tóc đấy là em chỉ tình cờ thôi, nhưng mà ai ngờ là nó giống. Tình cờ nhìn thấy nó bị giống. Tình cờ nhìn thấy vô tình đó mà. À, đúng rồi, vô tình nhìn phải nhìn trái nhìn thấy, xong vô tình copy, xong vô tình đi ra tiệm làm, xong vô tình đưa hình cho người ta coi làm y chang. Tại vì lúc đó là cái kiểu tóc nó đang hot thì em để thôi, ai ngờ là nó bị giống. Vậy thì bây giờ nếu đổi thì em đổi gì? Nếu mà được đổi bây giờ hả, chắc em sẽ để tóc ngắn quá. Ủa thấy chưa, em nói thấy chưa hả, em mới đòi ngắn tóc sơn, đòi để tóc ngắn luôn kìa. Ủa đâu phải đâu, đâu phải là anh để tóc ngắn theo nam mà anh tình cờ đúng không? Chị thấy cái sự tình cờ chưa? Tình cờ nghe thấy, tình cờ nhìn thấy.
với con trai á đâu có nhiều kiểu tóc đâu, em nói vậy là cũng hơi tội cho Sơn á, không để tóc ngắn thì biết để gì. Thời trước thôi chứ dạo gần đây là các bạn con trai cũng bắt đầu kiểu biết ăn diện hơn rồi, cho nên là về cái mảng tóc tai á thì có rất nhiều kiểu tóc, về tóc ngắn thì cũng có nhiều kiểu 7-3, 5-5 hay là nhiều lắm. Em chỉ muốn chọc keo thôi, nhưng mà em biết keo không có trước đâu. Hồi nãy em nói chị là em có hai điều để nói, và điều thứ nhất là em nói rồi đúng không? Cái điều thứ hai mà em tính nói á là em cũng đã nói chị rồi, là em là thành viên hiền nhất nhóm, cho nên mọi người hay bắt nạt và ăn hiếp em. Đây. Ok, chị tin. Đó, thấy đó. Lục Huy thì sao em? Dạ, chắc là em sẽ để dài hết mức có thể để em làm cái kiểu tóc để em debut cái MV Họa Tình Trai của em chị ạ. Một bài hát cổ trang ạ. Bới củ tỏi luôn hả em? Củ tỏi rồi xong rồi để hai cái line ở dưới chỗ má này, này kéo dài xuống. Xong rồi cầm cái quạt phất xong rồi múa. Đấy, ước mơ của em. Phân phát nên điều tuyệt vời cho thời gian đó. Anh nói da gà luôn Huy, anh nói da gà luôn nè. Không hiểu tại sao em nghe Lục Huy miêu tả về MV của Lục Huy, em cứ hình dung ra anh Dennis Đặng. Tự nhiên anh nói có phải là kiểu mặc cái áo xong rồi hở cái búi bụng ra sống. Đúng rồi, đúng rồi. Em có định mời Nguyễn Trần Trung Quân làm cameo luôn không? Để suy nghĩ về vấn đề này, cái tác phẩm tiếp theo của em. Rồi, còn Tóc Phi thì em dự định để tóc làm sao? Em bình thường thì trong nhóm thì em cũng là người không có quá thay đổi nhiều kiểu tóc nữa, nên là em đi ra người ta nói em hợp kiểu nào chắc em cắt kiểu đó. Chắc là em để tóc nào cũng xấu ấy. Em tự tin nói luôn vậy luôn á hả? Phúc đang sử dụng luật trái ngược, có chị đừng tin Phúc. Mọi người bảo là đâu Phúc đẹp trai mà đó, đó. Phúc nói vậy là mai mốt rồi mình ok, mình đồng ý luôn cho sóc chơi. Bây giờ có chị đây mấy bạn mới nói vậy, chứ bình thường em nói em xấu mấy bạn để yên không à. Trong bụng á em có thể tự nói vậy Phúc, ôi mấy đứa nó ghen tị với mình mà, vậy là xong. Tiếp tục, bạn Huỳnh Trâm có đặt câu hỏi là các nhóm nhạc nam ở V-pop thường không kéo dài lâu, mới đây là sự tan rã của Monster, vậy các anh từng một lần nào đó nghĩ tới việc disband hay không? Nếu sau này không hoạt động nhóm nữa thì các anh nghĩ là mình sẽ làm gì? Em nghĩ là không phải mỗi tụi em nghĩ đâu, mà cả công ty cũng sẽ lăn tăn về vấn đề này rất là nhiều. Tụi em nghĩ là khi mà tụi em còn có thể đi chung với nhau với tư cách là năm thành viên thì tụi em vẫn sẽ trân trọng cái khoảng thời gian này hết mức. Nhưng showbiz thì mọi người luôn biết là nhóm nhạc luôn luôn là một cái bệ phóng rất tốt để cho mọi người phát triển solo vào thời điểm sau này. Nhưng mà có một cái điểm này, ngày xưa em hâm mộ cái anh trong nhóm 365. Sau khi mà cái anh rời nhóm thì em vẫn theo dõi cái anh, và em có để ý là đa số những bài phỏng vấn của cái anh, những cái thứ cái anh nhắc tới nhiều nhất vẫn là khoảng thời gian ở 365. Dựa trên như vậy thì em nhận ra là cái khoảng thời gian mà mình hoạt động với Unify bây giờ thì vẫn là như vậy, nhưng mà sắp tới có thể một thời điểm nào đó nó sẽ kết thúc, nên là tụi em vẫn sẽ cố gắng trân trọng cái khoảng thời gian này hết mức có thể. Rồi tiếp tục, bạn Triển My có hỏi là trong V-pop Unify có lượng fan khá đông, nhưng mà cho đến giờ thì thật sự vẫn chưa có những hit quốc dân trong sự nghiệp, các anh có cảm thấy buồn hay không, hay là có những cái kế hoạch gì để bứt phá hơn không? Cái chuyện mà một bài hát nó có chạm được tới trái tim của khán giả hay không, nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thì một bài hit nó cũng như vậy thôi, nó sẽ phụ thuộc vào thời gian ra bài, nội dung của bài, hòa âm, phối khí và hàng hà sa số những cái thứ khác nữa. Cái mà Unify bây giờ chưa có một bài hit đó là do Unify chưa có xác định được cái xu hướng cũng như là sự quan tâm của khán giả đang dành cho những cái thứ gì, mà Unify đang chỉ muốn làm cho những cái thứ mà bản thân của mình thích mà thôi. Anh Thắng đã từng nói với Unify là chúng em chỉ cần làm những thứ mà chúng em thích và chúng em làm đủ tốt, một ngày nào đó những thứ đó người ta cũng sẽ thích, thì đó là con đường mà Unify đang đi ạ. Một ngày nào đó nếu anh Dương sẽ thôi, không rồi. Quan được rồi, lời là người chịu được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Câu cuối cùng nè, bạn Trương Phượng có hỏi nè, em gửi lời chúc đến các anh Unify luôn có nhiều sức khỏe, càng ngày càng thành công nhiều hơn và ra thật nhiều sản phẩm mới nữa. Em vẫn ủng hộ Unify hết mình. Ủa, cái này không phải hỏi, cái này là chỉ lời chúc thôi. Chúc chúc thôi. Hồi nãy giờ bắt cóc Unify quá nhiều, thật ra là tại vì tới 5 thành viên cho nên là Kim Thanh cũng không có hỏi được chi tiết nữa. Mà qua cái online như thế này thì chắc chắn là chúng ta nói chuyện với nhau cũng hơi khó khăn. Cho nên là rất là mong khi mà tình hình ổn định có cơ hội để mời 5 bạn qua đài, để lúc đó mình giao lưu, mình nói với nhau nhiều hơn. Còn bây giờ thì Kim Thanh mong là từng bạn sẽ có những cái lời chúc đặc biệt đến các fan của mình và các thính giả nghe đài, để mọi người coi như là tiêm được một liều Botox nhỏ nhỏ trong những ngày khó khăn này. Nam trước nè. Dạ, cái thời điểm này thì không có gì hơn ngoài việc mà cô đi muốn chúc cho mọi người là thật nhiều sức khỏe, được bình an ở bên gia đình và người thân của mình, và được ăn những bữa cơm gia đình thật là ấm no.
KO. KO muốn chúc cho mọi người là sau cái dịp giãn cách, tất cả mọi người công việc đều suôn sẻ ổn định, và mọi người ở nhà thì cũng đừng có ngồi không nhé, hãy nhớ tập thể dục và hoạt động trau dồi bản thân. Rồi, Tomaru em. Em muốn gửi cho mọi người, tất nhiên là cũng là những lời chúc liên quan tới sức khỏe, sự an toàn cho gia đình mình. Em cũng có muốn chia sẻ với các bạn là vào thời điểm này thì chúng ta nên có những cái thói quen giống như là có suy nghĩ, có tâm sự gì thì cũng nên đăng status, đăng story, mình để only me cũng được, nhưng mà ít ra là mình được giải phóng ra ngoài. Chúng ta cũng ở trong nhà nhiều quá, chúng ta không có được có thể nào gặp bạn bè để mà có thể chia sẻ tâm sự, để mà giải phóng cảm xúc mình ra, thì cũng nên làm như vậy để khi mà hết dịch rồi thì chúng ta vẫn có thể quay trở lại với xã hội. Nếu mà ở trong nhà chúng ta sẽ quên mất cách giao tiếp mất. Rồi, Lục Huy. Những thời khắc quan trọng như thế này thì hy vọng là mọi người giữ một cái tinh thần thật là lạc quan và vui vẻ nhất có thể. Và hy vọng rằng là các bạn uni sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và làm được những cái dự định mà mình mong muốn. Và các bạn khán giả thì có thể có một cái sức khỏe cũng như là một gia đình thật là hạnh phúc ạ. Mình kết nè, Tuffy. Dạ, em cảm giác như là em đi chúc Tết mà chúc sau cùng vậy đó. Các bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn ở một thời gian thiệt là gần nhất. Ok, hợp lý. Chúc các bạn sẽ thật sự là an toàn trong cái mùa này và có được sức khỏe tốt để mình chiến đấu tiếp nha. Dạ, cảm ơn chị.